Chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái laptop HP ProBook 430G5 nha mọi người. Cái con máy này là còn khá là đẹp và giá thì cực kỳ rẻ luôn, dành cho dân văn phòng là quá ok. USB ha. Mình quay các góc cạnh viền cho mọi người xem cái ngoại hình, sau đó mình sẽ quay rõ cái cấu hình và mình báo giá ha. Đây nè, HP thì nó đầy đủ các ngõ kết nối từ Type-C, USB, HDMI đó, mọi thứ. Này thì văn phòng hay là giáo viên rồi là mình nghĩ là cực kỳ ok á. Này thì nó hơi dơ xíu thôi. Rồi mọi người ha, nói chung là còn như vậy là còn khá là đẹp. Ai mà thích đẹp là mình nghĩ con này là ok luôn á. Ở bên trong đây, cái ProBook, cái phần này là cái phần vỏ nhôm nè mọi người nè. Nhôm còn rất là đẹp, không có bị trầy xước hay gì hết. Chỗ này thì nó hơi móp rất là nhẹ thôi, vô cùng nhẹ, nhẹ khó thấy lắm mọi người. Tại vì là do là nó nhôm cho nên là nó xước đều như vậy, nhưng mà nó chiếc xíu thôi thì là thấy nó hơi cấn cấn vậy thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nhìn thì đẹp, tương đối phím còn rất là đẹp. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, mọi người dán vào là gõ kiểu quốc tế là ok ha. Màn hình là 13.3 inch, màn hình là HD, không phải Full HD. Màn hình là đẹp, không có lỗi lầm gì hết mọi người ha. Có webcam rồi đầy đủ. Cấu hình đây, để mình bấm cái cấu hình cho mọi người xem. Nó là HP ProBook 430G5 i5-7200 nha mọi người. RAM 8GB. Cái này thì nó chạy song song SSD và HDD. SSD là 128GB cộng với HDD 320GB nha mọi người, để mà mình chạy hay là chứa dữ liệu rồi là ok ha. Máy là hoạt động hoàn hảo, đặc biệt là pin của nó trên 3 giờ kèm sạc zin. Thì con máy là còn khá là đẹp nè. Vậy là đẹp rồi mọi người, một cái dòng cỏ như vậy thì là mình nghĩ là quá ok luôn á. Và mình báo giá cực kỳ rẻ. Giá chỉ có 3 triệu 9 thôi nha mọi người, 3 triệu 9 cho con HP 13.3 inch. Ai chốt thì inbox mình ha. Máy là mình bao zin nguyên bản 100%, không có sửa chữa gì hết nên mọi người yên tâm về chất lượng. Cái dòng này thì cũng chả thèm sửa gì đâu, mọi người về nó đẹp. Cũng có một con à, nên nó là thấy đẹp vậy thì mình bán vậy thôi ha. 3 triệu 9 để dành cho ai mà thích mà máy vừa vừa tiền, có thể là làm văn phòng, học hành online rồi vậy. Máy ngoại hình đẹp dễ nhìn xíu thì con này là mình nghĩ là cực kỳ ok rồi. Cảm ơn mọi người nhiều ha. 3 triệu 9 ai chốt thì inbox mình máy kèm sạc zin và tấm dán phím quốc tế nha mọi người, để mọi người về dán vào thì nó đẹp hơn. Cảm ơn mọi người nhiều nha.